thì cái phần trăm lợi nhuận chiết khấu của họ nó không được cao, và chúng ta không thể mua trực tiếp từ họ được, mà chúng ta phải mua qua nhà phân phối, chúng ta phải mua qua đại lý cấp 1, hoặc là chúng ta không đủ tầm lực thì chúng ta phải mua qua đại lý cấp 2. Chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyễn Quốc Trung, và trong cái chủ đề ngày hôm nay tôi xin kể lại cho bạn về một cái câu chuyện mà tôi khởi nghiệp trong ngành bán lẻ. Và tôi nghĩ đây cũng là một cái trường hợp và một cái câu hỏi là rất là nhiều bạn khi mà mở cửa hàng kinh doanh bán lẻ ra thường đặt câu hỏi cho mình, đó là chúng ta kinh doanh sản phẩm gì và chúng ta tìm nhà cung cấp như thế nào. Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay tôi xin chia sẻ cho bạn cách mà tôi khởi nghiệp với đồ nghề tự chọn và cách mà tôi tìm nhà cung cấp như thế nào. Thì đối với tôi, ban đầu mở ra hoạt động kinh doanh từ cái công ty cổ phần đồ nghề tự chọn này thì cái mục đích của tôi là cung cấp những cái sản phẩm máy móc cầm tay và những cái dụng cụ đồ nghề, ví dụ như những cái mũi khoan, mũi vít này, mang đến cho khách hàng của mình. Và ban đầu tôi cũng bị rơi vào một cái ma trận gọi là ma trận hàng hóa, nghĩa là khi mình khởi nghiệp ra mình thấy có rất là nhiều hàng hóa, rất là nhiều thương hiệu, rất là nhiều cái mẫu mã đa dạng và rất là nhiều nhà cung cấp đến với mình. Thì ban đầu mình không biết lựa chọn nhà cung cấp nào. Và cái khó khăn thứ hai nữa, làm sao để mà người ta biết đến mình một cách nhanh nhất khi mà chúng ta bán những hàng hóa này. Và cái thứ ba, cái khó khăn nữa, làm sao tôi có thể là kiểm chứng được chất lượng hàng hóa này tôi cung cấp đến cho khách hàng và tôi biết họ có hài lòng hay không. Đó là một cái trăn trở ban đầu khi mà tôi lập ra cái công ty đồ nghề tự chọn này. Và trong cái vấn đề mà cái công đoạn mà đi tìm nhà cung cấp thì tôi đã áp dụng một cái chiến lược mà tôi được học từ những người thầy, đó là chiến lược đứng trên vai người khổng lồ. Nghĩa là khi tôi mới mở ra cái thương hiệu công ty của tôi hầu như là hoàn toàn xa lạ với người tiêu dùng, họ không biết tôi kinh doanh cái gì và tôi cũng là một cái công ty nhỏ bé trong thị trường, nên là để mà cạnh tranh được những anh lớn trong ngành thì mình phải tìm mọi cách để mình có thể là đi nhanh hơn. Nghĩa là tôi đi tìm những nhà cung cấp nào có cái thương hiệu lớn trong ngành để mà tôi kinh doanh. Mặc dù cái chiến lược này nó rất là thuận lợi trong cái việc chúng ta tìm hàng hóa, tại vì chúng ta có thể là lên mạng chúng ta search cái là chúng ta đã ra được những cái thương hiệu nào tốt nhất trong ngành rồi và chúng ta tìm nhà cung cấp đó để chúng ta phân phối. Tuy nhiên cái mặt hạn chế á, thì đối với những cái nhà cung cấp nào càng nổi tiếng, càng lâu đời và họ càng làm bài bản thì cái phần trăm lợi nhuận chiết khấu của họ nó không được cao và chúng ta không thể mua trực tiếp từ họ được, mà chúng ta phải mua qua nhà phân phối, chúng ta phải mua qua đại lý cấp 1, hoặc là chúng ta không đủ tầm lực thì chúng ta phải mua qua đại lý cấp 2. Thì cái phần trăm chiết khấu của chúng ta sẽ bị giảm dần. Nên những cái sản phẩm mà nổi tiếng như thế này thực tế là nó không mang lại lợi nhuận cho chúng ta, mà đó là sản phẩm giúp cho chúng ta tiếp cận gần nhất đến người tiêu dùng thôi. Và khi tôi áp dụng chiến lược này thì tôi kinh doanh những hãng nổi tiếng như là Boss, Makita, DeWalt, hầu hết luôn, toàn bộ cái showroom của tôi đều là hàng chính hãng và những cái công ty lớn thôi. Người ta không biết công ty đồ nghề tự chọn của tôi là ai, nhưng mà người ta biết hãng Boss, người ta biết hãng Makita, người ta biết hãng DeWalt. Nên là khách hàng có nhu cầu, khách hàng đến tôi và khách hàng tham khảo những sản phẩm này. Một cái chiến lược thứ hai tôi gọi là đây là những sản phẩm dẫn dụ, nghĩa là khách hàng đến đây vì những thương hiệu sản phẩm này đã có sẵn, rất là dễ bán, bù lại nó không có biên lợi nhuận cao. Và khi khách hàng đến đây, khách hàng biết tôi thì tôi vô tình dẫn dắt khách hàng vào tiềm thức khách hàng, là khách hàng đã biết được cái thương hiệu của đồ nghề tự chọn của tôi trên thị trường này. Và dần dần sau một thời gian mà tôi kinh doanh thì tôi sẽ phát triển thêm nhiều cái sản phẩm nữa. Tôi có nhiều thời gian hơn để mà chúng tôi chọn lọc sản phẩm, tôi đánh giá và tôi kiểm định sản phẩm này có tốt hay không, có cùng phân khúc hay không. Và trong thời gian mà tôi tiếp tục kinh doanh thì tôi biết được cái sản phẩm nào có biên lợi nhuận cao hơn, biết được sản phẩm nào là trong cái phân khúc đó nó bán chạy nhiều nhất, và biết được cái sản phẩm nào trong cái tầm phân khúc giá đó thì chất lượng cao nhất. Thì tôi đã lọc ra thêm nhiều sản phẩm nữa, nhiều thương hiệu khác nữa. Công ty của tôi hiện tại cũng khá rất là nhiều thương hiệu, và nhờ có những thương hiệu nổi tiếng ban đầu mình dẫn dắt khách hàng đến biết chúng ta, và từ khách hàng biết chúng ta, khách hàng tin tưởng rồi, do chúng ta bán những sản phẩm chất lượng, có kiểm định, có uy tín, thì khách hàng dần dần khách hàng tin những lời nói của tôi, tin những lời nói của nhân viên của tôi. Tôi nói sản phẩm này tốt thì nó tốt, sản phẩm này xấu là nó xấu, sản phẩm này ok, sản phẩm này giá rẻ, sản phẩm này phù hợp túi tiền. Và hầu hết luôn là khách hàng đều tin tưởng những cái lời nói của tôi, tại vì tôi đã chứng minh được cái uy tín của mình trên thương trường để cung cấp cho khách hàng. Và đây cũng là một cái chiến lược gợi mở cho các bạn nào đang muốn khởi nghiệp kinh doanh bất kỳ ngành nào, có thể là bán lẻ, có thể là ngành khác, thì bạn có thể lựa chọn tham khảo chiến lược này. Chúng ta hãy tìm những người khổng lồ trong ngành, chúng ta hãy tìm những sản phẩm bán chạy nhất, chúng ta hãy tìm những công ty lớn nhất về để chúng ta kinh doanh, để giúp cho khách hàng biết chúng ta trong một thời gian ngắn nhất, và từ từ chúng ta sẽ duy trì và chúng ta phát triển qua từ những cái sản phẩm khác mang lại biên lợi nhuận tốt hơn cho chúng ta. Và cảm ơn bạn đã xem hết video này. Và nếu bạn thấy video này hay, bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để đón nhận những video tiếp theo. Và nếu bạn thấy video này có phù hợp với một ai đó, bạn hãy copy đường link và gửi qua cho họ để họ học được những kiến thức này. Cuối video thì mình có một món quà tặng cho bạn, đó là nếu bạn muốn khởi nghiệp trong cái ngành bán lẻ này thì mình có một cuốn ebook
mình để đường link ở dưới để các bạn tải về, là 100 cái chiến lược bán hàng và marketing đơn giản hiệu quả dành cho ngành bán lẻ hoặc là những cái ngành khác đều bạn đều có thể áp dụng được, cực kỳ đơn giản. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình tích lũy được. Hy vọng bạn sẽ thực hiện thành công cái cuộc khởi nghiệp về cái ngành bán lẻ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.